Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách tạo dựng 3D view phối cảnh trong Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm nắm được cách tạo phối cảnh 3D view không có điểm tụ và nắm được cách tạo phối cảnh 3D view có điểm tụ. Trong bài học hôm trước thì chúng ta đã hoàn thiện xong cái việc dựng hình công trình, bao gồm chúng ta đã dựng hết được các cái lớp vỏ bao che như là tường, trần, sàn, mái rồi, phải đi cửa sổ, cũng như dựng các cái đối tượng như là hệ thống lan can, thang, đồn thất, được chưa? Thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng học về một cái nội dung, đó là làm sao để có thể tạo ra được các cái view 3D trong Revit. Thật ra các cái view 3D, để tạo ra các view 3D thì các bạn phải cần biết trong quá trình dựng hình cơ. Tuy nhiên hôm nay thì chúng ta sẽ học để làm sao để có thể tạo ra được một cái view 3D hoặc để có thể phục vụ cái quá trình render dự án. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng về mặt bằng để có thể tạo ra một cái bức ảnh 3D nhé. Chúng ta sẽ về mặt bằng tầng 1 chẳng hạn. Ở đây là cái phương án 1 của mình. Sau đấy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ vào view như mình đã dặn các bạn rồi. Để tạo ra, để liên quan đến vấn đề hiển thị, chúng ta vào view. Và trong view các bạn sẽ thấy chúng ta có cái biểu tượng 3D view này. Đấy, các bạn kích vào đây nó sẽ có 3 công cụ. Công cụ đầu tiên là default 3D view. Công cụ này nó cho phép các bạn tạo ra một cái view 3D không có điểm tụ mặc định. Đấy, nó là 3D không có điểm tụ. Các bạn thấy không? Nó không phải có điểm tụ. Thật sự trong quá trình các bạn làm việc mà các bạn xóa view này đi và các bạn chỉ cần việc là vào đây, kích vào 3D view thì nó sẽ tạo cho bạn một cái view trở lại. Tuy nhiên để sử dụng cái view này mà render thì không tốt chút nào, do vậy chúng ta sẽ có một cái công cụ thứ hai, đó là công cụ camera. Công cụ này nó giúp các bạn tạo ra được một cái góc nhìn 3D có điểm tụ hoặc không có điểm tụ để có thể phục vụ qua mình chúng ta làm thiết kế. Rồi thì để lấy cái sử dụng công cụ này thì mình khuyên các bạn hãy về mặt bằng. Thật sự mình sẽ về mặt bằng tầng 1 chẳng hạn. Ok, sau đấy thì chúng ta cũng vào đây, kích vào đây. Hoặc các bạn có thể kích ở đây này. Đấy, nó sẽ nằm ở đây nhá. Nó nằm trong Quick Access Toolbar. Mình sẽ kích vào đây chẳng hạn. Được chưa? Rồi, các bạn thấy chúng ta sẽ có một hình camera đây. Nhưng mà khoan đã làm gì vội, chúng ta sẽ cùng để ý phía trên này nhá. Đầu tiên các bạn sẽ thấy có cái nút Perspective. Cái nút này nó có nghĩa là nếu các bạn tích vào ấy, thì sẽ là view có điểm tụ. Còn nếu không tích vào thì nó sẽ không có điểm tụ. Giả sử ở đây mình muốn tạo một cái view không có điểm tụ nhé. Được chưa? Thì mình kích vào. Đấy. Sau đấy thì nó sẽ hiện lên cái mục scale. Bởi vì cái không có điểm tụ này nó sẽ có tỷ lệ bản vẽ cho các bạn. Đấy. Ví dụ như các bạn có thể tạo ra một cái view của mặt đứng. Để các bạn render ra cái phối cảnh mặt đứng. Và như các bạn biết là mặt đứng thì phải có tỷ lệ rồi đúng không? Được chưa? Thì các bạn sẽ chọn tỷ lệ đây. Sau khi chọn rồi thì các bạn sẽ thiết lập cái vị trí đặt camera, bao gồm các bạn sẽ đặt nó ở tầng nào. Đấy, giả sử mình đặt nó ở tầng 1, được chưa? Và từ tầng 1 đấy các bạn sẽ đặt cái camera cao lên bao nhiêu. Đấy, các bạn có thể thiết lập cho nó ví dụ là bằng 1m7 hoặc 1m6. Nó cũng có thể tương đương với mắt của người nhìn chẳng hạn. Ví dụ bạn cao 1m6 thì có thể đặt cái camera khoảng 1m6. Được chưa? Ở đây giả sử mình để nó mặc định. Sau khi các bạn thiết lập ở đây rồi thì việc tiếp theo các bạn là thiết lựa chọn cái vị trí chúng ta sẽ đặt camera. Giả sử mình muốn tạo ra được một cái view mặt đứng nhìn từ đây vào đây thì mình sẽ đặt camera ở đây chẳng hạn. Dạ. Mình kích vào. Kích một lần. Sau đấy mình kéo ra như này này. Các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái mũi tên. Đấy, cái mũi tên này nó sẽ tương ứng với cái tia nhìn của cái camera cũng như tia nhìn của mắt người. Các bạn có thể xoay ngang xoay ngửa này. Dạ. Các bạn có thể kéo dài kéo ngắn. Cái việc các bạn kéo dài kéo ngắn nó sẽ tương đương với cái độ nhìn xa của mắt các bạn nhé. Nếu các bạn kéo nó đến đây này thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy được các đối tượng sau này. Nhưng mà các bạn kéo dài này thì các bạn có thể nhìn được thấy những cái đối tượng ở tít sau này. Được chưa? Thì giả sử mình muốn lấy một cái view mặt đứng chẳng hạn thì mình có thể kéo nó như thế này chẳng hạn. Đấy, và mình cố gắng làm sao cái tia nhìn của mình vuông góc được cái mảng tường này. Đấy, được chưa? Đấy, mình sẽ cố gắng như này. Sau khi các bạn lựa chọn được cái tia nhìn phù hợp rồi thì các bạn chỉ việc đó là kích chuột thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có một cái view mặt đứng của công trình đây rồi. Đấy. Rất tuyệt vời đúng không? Và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh tỷ lệ đây nữa. Đấy. Sau đó thì các bạn sau khi bạn tạo ra view rồi thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái khuôn như này này. Các bạn hoàn toàn có thể co kéo cái khuôn này để khoanh lại cái vùng chúng ta muốn nhìn thấy thôi. Giả sử mình không muốn nhìn cái phần này chẳng hạn thì các bạn kéo nó vào này. Đấy, được chưa? Ok. Thì như vậy các bạn đã tạo ra được một cái view 3D
mà không có điểm tụ rồi nhá. Cái view này thường xuyên để tạo mặt đứng và render cái phối cảnh mặt đứng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm sao để tạo một cái view 3D có điểm tụ nào. Chúng ta sẽ cùng về mặt bằng. Chúng ta lại chọn view camera. Ở đây thì mình sẽ chọn perspective. Vì nó là view không có điểm tụ nên nó sẽ không có tỷ lệ. À có điểm tụ nên nó sẽ không có tỷ lệ nhá. Được. Sau đấy thì tương tự chúng ta cũng thiết lập những thông số này. Giả sử mình muốn lấy một cái view nội thất của công trình này thì sao? Thì mình chỉ việc là quy định mình sẽ đứng ở đâu. À giả sử mình sẽ đứng ở đây. Thì chặn nhìn vào công trình. Mình sẽ đứng kích vào đây này. Đấy. Vì là view có điểm tụ nên các bạn thấy chúng ta sẽ có tia nhìn sang hai bên. Bạn kéo dài kéo xa tương như vậy thôi. Cái tia nhìn sang hai bên nó tương ứng với độ nhìn rộng của mắt. Cái này tí nữa các bạn sẽ hiểu rất rõ. Các bạn cũng kéo cái tia ở giữa ra càng xa thì nó nhìn ra càng xa. Kết hợp các bạn có thể xoay hướng nhìn. Bây giờ mình sẽ xoay hướng như này chẳng hạn. Thấy chưa? Kích vào. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có được một cái view 3D có điểm tụ của dự án rồi. Tất nhiên ở đây cái view của chúng ta đang hơi xấu xí một tí thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn các bạn làm sao tùy chỉnh cái view này để nó trở nên đẹp hơn. Được chưa? Các bạn yên tâm nha. Và sau khi các bạn tạo ra view xong rồi thì các bạn cũng thấy chúng ta có cái khuôn này. Cái này gọi là cái crop view. Các bạn hoàn toàn có thể co kéo kéo như này để khoanh vùng cái vùng thấy. Đấy. Được chưa? Rồi. Sau khi các bạn tạo ra cái view này rồi, chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh một chút về thông số camera, bao gồm các thông số sau đây. Đầu tiên là các bạn có thể tùy chỉnh thông số độ cao của mắt. Ở đây các bạn thấy thông số độ cao mắt đang là 8350. Các bạn lưu ý là thông số này nó sẽ tính từ cái cao độ 0,0 nhé. Được chưa? Giả sử mình sẽ cho nó là 8500 này. Đấy. Thì bạn sẽ thấy nó hơi đi lên. Giả sử mình cho nó là 10.000. Thì các bạn sẽ thấy nó đi lên như này, thấy chưa? Đấy, giả sử mình cho nó về 8.000 thì chúng ta sẽ đứng thấp xuống. Còn cái target elevation này là cái điểm cao của cái đích của cái tia nhìn ấy, nó cao bao nhiêu? Giả sử các bạn cho nó 12.000 thì nó sẽ các bạn sẽ nhìn check lên trời. Đấy, nhưng giả sử các bạn cho nó thấp xuống bị 5.000 thì các bạn sẽ nhìn chúi xuống. Các bạn lưu ý đây là cái điểm đích của cái tia nhìn nha. Được chưa? Và thông thường khi chúng ta làm các cái view, chúng ta muốn lấy những cái view mà nó các cái cạnh nó thẳng đứng thế này này, thì các bạn lưu ý các bạn hãy chọn cho mình cái hai cái thông số này bằng nhau để chúng ta nhìn song song với mặt đất thì nó sẽ song song như này. Các bạn thấy chưa? Nó cứ thẳng đứng như này, nhìn rất là đẹp hơn. Được chưa? Còn phía trên này nó sẽ có cái thông số đó là far clip offset. Cái thông số này nó giúp các bạn điều chỉnh cái độ nhìn xa, độ nhìn gần của mắt. Đấy, cái là mà lúc nãy các bạn đó là khi các bạn kéo ra cái tia xa theo gần này. Giả sử các bạn cho nó ví dụ có khoảng 2m thì các bạn chỉ thấy được đối tượng trong vòng 2m. Giả sử mình cho nó là 10m thì nó sẽ xa ra. Đấy, các bạn thấy nó đến đây nó không thấy nữa. Và các bạn sẽ cho nó 50m chẳng hạn. Thì nó sẽ nhìn xa ra xa 50m. Được chưa? Và các bạn có thể hoàn toàn có thể thực hành cái công cụ này để lấy những cái view nội thất hoặc cái view ngoại thất cho công trình. Ở đây mình sẽ thử làm một cái view khác nữa nha. Camera. Đấy. Giả sử lấy một cái view như này chẳng hạn. Đấy. Bạn thấy chưa? Rất thú vị đúng không? Rồi, thì sau khi các bạn lấy các view nó có đây rồi này. Đấy. Thì các bạn nhiệm vụ tiếp theo của bạn là cần phải đó là đưa các cái view này về các cái nhóm của các cái option. Các bạn có thể chọn các cái view này này. Sau các bạn vào Edit Type và các bạn cũng tương tự chúng ta sẽ duplicate một cái view đây. Mình đặt tên cho nó là 3D Option 1 chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ phân nhóm lại. Ngoài ra nó có cái view template này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái phần về template ở các cái chương sau. Ok này. Đấy, thì các bạn thấy chúng ta sẽ khoanh được các view này vào cái Option 1. Và các bạn thực hành tương tự với option 2 để lấy ra những cái view mà các bạn mong muốn trong công trình. Làm sao để có thể tạo ra những cái view đẹp nhất. Và các bạn cũng sẽ phân nhóm cho mình nhá. Cố gắng phân nhóm cho mình. Được chưa? Đấy, giả sử mình view này. Vào đây. Mình chỉ việc chọn nó này. Ok. Được chưa? Cái này thì mình hướng dẫn các bạn trong cái bài floor plan. À cái bài tạo view ở đầu khóa học rồi nhá. Được chưa?
Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo các view phối cảnh 3D không điểm tụ và cách tạo các phối cảnh 3D có điểm tụ. Và mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm sao để để có thể tùy chỉnh các cái thông số cơ bản của camera. Ở đây thì mình cũng chỉ mới hướng dẫn các bạn tạo ra view thôi. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy cái view nó không được đẹp cho lắm. Để tùy chỉnh cái view cho đẹp hơn thì chúng ta sẽ có một cái video sau. Các bạn lưu ý nhé, được chưa? Hãy cố gắng thực hành và làm đầy đủ với cái hai phương án nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.